Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Leaf 125 2023 ra mắt phiên bản mới tại Đông Nam Á, không đi theo cái style của Wairo 125 2023. Cái chiếc Honda Leaf 125 2023 hiện là mẫu xe khiến công chúng là không khỏi xôn xao khi diện mạo của nó hoàn toàn khác biệt so với người anh em song sinh là cái chiếc Wairo 125 2023 được hãng Honda ra mắt thị trường Indo trước đó. Tuy nhiên, về mặt trang bị thì cái chiếc Leaf 125 2023 cái thể mới cũng sở hữu một vài nâng cấp cực kỳ đáng giá giống như cái mẫu đầu Wairo 125 2023. Cái mẫu xe Leaf 125 2023 vừa mới được Honda đăng ký triệu một phiên bản mới, bổ sung thêm cái phối màu là xanh xám đầy lịch lãm. Đặc biệt, cái chiếc Leaf 125 2023 hoàn toàn không có sự khác biệt nào về mặt kiểu dáng so với phiên bản trước đó, mà vẫn bảo tồn thiết kế đó, chứ nó không trở nên hầm hố thể thao giống như cái chiếc Wairo 125 2023, một cái bản khác tên của cái mẫu xe này được sản xuất thị trường Indo. Cái chiếc Leaf 125 2023 dù không thay đổi nhiều về mặt kiểu dáng bên ngoài, nhưng cái mẫu xe này vẫn được người tiêu dùng âm bên đang yêu thích nhờ vào kiểu dáng là thước tha nụt nà, không bề thế, không quá to bản giống như ngôn ngữ thiết kế mới trên cái chiếc Leaf 160 hay là Wairo 160 2022. Cái chiếc Leaf 125 2023 được Honda tích hợp công nghệ LED trên tất cả các hệ thống chiếu sáng con xe, với tín hiệu sáng rất là mạnh mẽ và ổn định, không tiêu thụ cái nguồn điện quá lớn như bóng đèn xe tóc halogen, nên nhờ vào cái công nghệ LED mà tuổi thọ của bình ắc quy cũng được kéo dài hơn. Cái chiếc Honda Leaf 125 2023 hiện không còn ứng dụng chìa khóa cơ như hệ tiền nhiệm nữa, theo đó là dùng chìa khóa smart key hiện đại hơn, vừa mang một cái tính bảo mật vừa cực kỳ tiện lợi với tính năng tiện xe. Những cái nâng cấp này hiện chỉ diện trên phiên bản bánh mâm. Và cái mẫu xe Leaf 125 2023 chia sẻ chung hầu hết các trang bị với phiên bản người tiền nhiệm như cái màn hình LCD, thắng CBS, dung tích cốp dưới yên 16 lít. Cái động cơ của chiếc Leaf 125 2023 chính là có động cơ XB Hybrid dung tích là 124,88cc, tạo ra cái công suất là 11,2 hp, ấn ứng tua máy 8500 phút, 100 km xoắn cực đại là 11,16 Nm, tăng ứng bông tua máy là 6500 phút. Về mặt giá bán, phiên bản Leaf 125 2023 sẽ có hai bản được bán tại Honda Thailand, phân phối song song với phiên bản bánh mâm và phiên bản bánh căm. Với cái chiếc Leaf 125 2023, phiên bản bánh căm sẽ có mức giá rơi về khoảng 51.900 bạc Thái, đó là tiền Việt nó tương đương khoảng là 34.500 đồng. Riêng cái phiên bản là bánh mâm thì được Honda niêm yết mức giá cao hơn chút, 56.900 bạc Thái, nó tương đương khoảng là 38.500 đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhấn like, subscribe.